Nhà đất TV xin kính chào quý chị cô chú khách hàng. Dạ, hôm nay nhà đất TV xin chia sẻ đến quý chị cô chú khách hàng một căn nhà nằm ở đường 1B khu dân cư Tên Lửa nha quý chị. Ở đây là thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Thì căn nhà em muốn chia sẻ đến quý chị cô chú nằm trước màn hình này quý chị cô chú ơi. Căn nhà này có diện tích là 6 x 20 với thiết kế xây dựng là 3 tấm rưỡi, gồm có 4 phòng ngủ, một phòng thờ và 6 nhà vệ sinh nha quý chị cô chú. Nằm ở con đường số trong khu dân cư Tên Lửa, đường rộng 12m nha quý chị cô chú. Ở vị trí này á, chúng ta sát đường số 1 nha quý chị cô chú. Và cái khu vực của chúng ta xung quanh là đều là nhà cao tầng hết. Xung quanh đây toàn là nhà cao tầng hết nha quý chị cô chú. Và vị trí căn nhà của chúng ta á, thì nó nằm sát công viên. Cách công viên khoảng 50m thôi quý chị cô chú. Ở công viên ngay trước mặt màn hình lúc nãy em quay đó quý chị. Và căn nhà của mình là kế nhà góc nha quý chị. Mình liền dách với lại căn nhà góc. Đây là góc đường số 1B với lại đường số 8 quý chị cô chú. Và căn nhà của chúng ta em xin nhắc lại nha, nhà này có diện tích là bề ngang 6m, bề dài 20m với thiết kế xây dựng là 3 tấm rưỡi nha. Và hiện tại căn nhà này ở bên trong là mới hoàn toàn nha quý chị cô chú. Mình vào là mình ở ngay nha, không có sửa chữa gì hết á. Nhà này nhà mới hoàn toàn. Và phía trước của chúng ta có nhà sẽ có một lớp cửa cuốn và bên trong là một lớp cửa nhôm kính sofa. Quý anh chị, căn nhà này hiện tại chủ nhà họ muốn chia sẻ với giá là 16 tỷ rưỡi thương lượng nha quý anh chị cô chú. Rồi quý anh chị cô chú nào mà có nhu cầu muốn xem căn nhà này thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0909049383. Gặp em tên là Phú sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cô chú đi xem nha. Mình gần góc nè quý anh chị. Từ cái vị trí góc này mình đi ra đường số 1 thì nó tầm khoảng chưa tới 100m đâu. Đó. Xung quanh đây thì tiện ích đầy đủ nha. Trường học dọc dọc đây có 2-3 cái trường học luôn quý anh chị cô chú. Trường học quốc tế luôn nha. Trường học cấp 1, cấp 2 có đầy đủ, trường mẫu giáo. Rồi kế bên chúng ta có công viên luôn. Có chợ luôn nha. Từ đây mình đi lại chợ Kiến Đức thì nó tầm khoảng 300-400m gì đó quý anh chị. Rồi thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn xem căn nhà này thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Gặp em tên là Phú sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cô chú đi xem căn nhà này. Rồi clip của em đến đây cũng xin được phép tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở một clip sau nha.